Nhật ký VTV Cup, nơi mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị rất nhiều những thông tin và những câu chuyện bên lề thú vị về các đội bóng tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Fairleigh Cup 2024. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là giải đấu sẽ chính thức khởi tranh. Ngay từ lúc này, các đội bóng đã lần lượt có mặt tại Ninh Bình. Trong đó, câu lạc bộ Qanish của Kazakhstan là đội bóng đầu tiên có mặt tại nơi lưu trú chính thức của giải đấu năm nay. Câu lạc bộ Qanish chính là đội bóng quốc tế đầu tiên có mặt tại Minawa Kenga Resort, địa điểm lưu trú chính thức của các đội tại VTV Fairleigh Cup 2024. Mặc dù vừa trải qua chuyến bay kéo dài tới 30 giờ đồng hồ và chỉ tới Ninh Bình lúc gần 2 giờ sáng, thế nhưng đại diện của Kazakhstan vẫn thể hiện tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng. Với những nụ cười luôn thường trực, tất cả không chỉ cảm thấy ấm áp với sự đón tiếp của ban tổ chức ngay từ khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, mà còn đặc biệt ấn tượng với chiếc du thuyền được ban tổ chức bố trí để đưa họ sang nơi đóng quân. Ai cũng tranh thủ lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ mà có lẽ chỉ ở VTV Cup họ mới có được những trải nghiệm độc đáo đến vậy. Thật sự chúng tôi không nghĩ rằng lại được đón tiếp chu đáo thế. Chúng tôi được tặng hoa, tặng quà và chào đón ngay từ khi mới hạ cánh. Quang cảnh thành phố nơi đây rất ấn tượng. Nó khiến chúng tôi yêu đất nước của các bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và tất nhiên, điều ngạc nhiên nhất chính là chiếc du thuyền này, rất đặc biệt và khó tìm. Xin chào Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì trong lúc này thì mặc dù một quãng thời gian di chuyển rất là vất vả, thế nhưng mà ai cũng hồ hởi và vui vẻ sẵn sàng cho giải bóng chuyền VTV sắp tới ạ. Vâng, xin mời các bạn đến thăm Việt Nam và thăm Ninh Bình ạ. Theo tôi được biết thì đến Việt Nam lần này thì đội Korabenka có 18 vận động viên, và đặc biệt là có một vận động viên rất trẻ, năm nay có 16 tuổi thôi, nhưng họ đã từng thi đấu ở giải vô địch. Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, nhưng tôi thấy người dân Việt Nam ở đây rất thân thiện và chúng tôi được chào đón rất nhiệt tình. Tôi rất vui khi lần đầu tiên được tới Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền VTV Cup. Tại VTV Cup năm nay có sự tham dự của 7 đội bóng đối thủ chất lượng rất mạnh về chuyên môn. Trong đó, câu lạc bộ Aramare của Nhật Bản là đội bóng được đánh giá cao khi xếp thứ 12 tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Đây cũng là đội bóng không còn xa lạ với các cổ động viên Việt Nam khi đã có trận đấu tập với các cô gái của chúng ta. Và ngày 19 tháng 8, toàn đội đã có mặt tại Việt Nam, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đạt mục tiêu cao tại giải đấu năm nay. Đây là không khí trong các buổi tập của câu lạc bộ Aramare Yamagata. Âm nhạc, nhịp điệu và sự đồng đều của các động tác, chẳng có cảm giác nặng nề hay áp lực nào, ngay cả ở các bài tập vốn tiêu tốn nhiều thể lực. Phong cách này được đại diện của Nhật Bản áp dụng nhằm mang đến khí thế và sự thoải mái cho các cầu thủ. Lần đầu tham dự VTV Fairleigh Cup, Aramare mang tới đội hình mạnh nhất của mình với phần lớn các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Bất lợi duy nhất của Aramare có lẽ chỉ là mặt thể hình với chiều cao trung bình khiêm tốn 1m7, nhưng bù lại, thầy trò huấn luyện viên Kitahara lại rất tự tin vào lối chơi của mình. Tôi biết các đội bóng tham dự VTV Cup đều có chiều cao tốt, nhưng chúng tôi đã có những đối sách để có thể vượt qua được rào chắn của đối phương ở các trận đấu sắp tới. Chúng tôi đến đây với mục tiêu rõ ràng, đó là giành chức vô địch. Rõ ràng, Aramare Yamagata mang tới VTV Fairleigh Cup không chỉ là đội hình chất lượng, mà còn cả sự tự tin lớn trong lần đầu chinh phục giải đấu, và nó khiến cho trận đấu ra mắt của đội bóng này vào ngày 25 tháng 8 rất đáng để chờ đợi. Sau 2 thập kỷ tổ chức, VTV Cup trở lại trong tháng 8 này. VTV Fairleigh Cup 2024. Tỏa sáng. Vào tối ngày 24 tháng 8, buổi lễ khai mạc hoành tráng và đầy màu sắc sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Ngay lúc này, những công tác chuẩn bị đã được Đài Truyền hình Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình hoàn tất. Và chiều ngày 22 tháng 8, buổi lễ tổng duyệt đã được tổ chức để lễ khai mạc có thể diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Lần thứ 2 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức tại Ninh Bình. Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày khai mạc. Các điều kiện về an ninh, an toàn và hệ thống điện được ban tổ chức đặc biệt quan tâm.
Ban tổ chức cũng rà soát tất cả các khâu, các nghi thức thực hiện trong lễ khai mạc, bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, đúng theo thông lệ. Bên cạnh đó, các tiết mục chèo đặc sắc của địa phương cũng được các nghệ sĩ chuẩn bị với mong muốn gửi đi những hình ảnh đẹp nhất về Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế. Hát chèo ấy là một bộ môn nghệ thuật mang đậm nét truyền thống dân gian, và Ninh Bình chính là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Vì vậy cho nên chúng em muốn chọn tiết mục này để giới thiệu và quảng bá nghệ thuật hát chèo, cũng như là muốn giới thiệu đến các thế hệ trẻ. Đây là lần thứ hai mà Ninh Bình đăng cai tổ chức giải bóng chuyền. Lần này là lần đặc sắc hơn và có nhiều cái đổi mới hơn từ cái khâu tổ chức. Ngay từ cái mà lựa chọn đến từng tác phẩm để mang đến cho người dân cũng như là mang đến cho bạn bè thế giới những các tiết mục làm sao đặc sắc nhất. Thông qua buổi sơ duyệt, ban tổ chức đã có những đánh giá, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời nhằm tổ chức lễ khai mạc chu đáo, góp phần vào thành công chung của giải. Lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 8 và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Ngoài những trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, VTV Cup còn là dịp tuyệt vời để quảng bá du lịch, văn hóa của địa phương đăng cai. Với điểm đến lần thứ 18 là tỉnh Ninh Bình. Hơn một thập kỷ sau lần đầu tiên đăng cai VTV Cup, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn giữ được dấu ấn đậm nét về khung cảnh thiên nhiên, luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lần VTV Cup được tổ chức. Đây là khu vực nổi bật nhất trước khi bước vào nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Một triển lãm ảnh được đặt ngay giữa sân. Những danh thắng đẹp nhất của tỉnh Ninh Bình thông qua những bức hình đã được ban tổ chức dày công lựa chọn để giới thiệu tới công chúng. Đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ có một hình ảnh khác về danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình qua góc nhìn đầy tính nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ngày nào tôi cũng phải đi qua khu vực này mấy lần để cố tìm ra cho mình một bức ảnh đẹp nhất, nhưng đều không thể, bởi tất cả đều có một điểm chung là quá đẹp. Nó có thể là nắng sớm tại Tam Cốc hay mùa sen tại Hàng Múa, nó mang đến cảm giác thôi thúc chúng ta phải xách ba lô ngay và luôn để đi đến khám phá những danh thắng này. Ngoài những trận đấu không thể bỏ lỡ, thì khu vực triển lãm ảnh này hứa hẹn sẽ luôn hút khách khi VTV Feroli Cup 2024 khởi tranh. Đây cũng là một trong những hoạt động bên lề đáng chú ý để góp phần quảng bá hình ảnh độc đáo của tỉnh Ninh Bình tới với các cổ động viên và khách du lịch. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm ảnh này sẽ tạo thêm cảm hứng khám phá những danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình bên cạnh việc theo dõi những trận đấu sôi nổi tại VTV Feroli Cup 2024. Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên phóng khoáng hùng vĩ, Ninh Bình còn nổi tiếng về phong trào thể dục thể thao phát triển, đặc biệt là với bóng chuyền. VTV Cup được đăng cai đã mang tới bầu không khí thể thao vô cùng sôi động với người dân địa phương. Không chỉ là nhà thi đấu, mà ngay từ những con phố đã ngập tràn những hình ảnh của các cô gái bóng chuyền. Trong những ngày vừa qua thì câu chuyện về trái bóng tròn, về đội tuyển Việt Nam hay là những đội bóng khách mời chất lượng đã trở thành một đề tài thường nhật của người dân địa phương. Và để làm tăng thêm sức nóng của giải đấu cũng như là sự chờ đợi của người hâm mộ, thì tại Ninh Bình lúc này những hình ảnh của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024 cũng đã xuất hiện ngập tràn ở khắp mọi nơi. Những ngày này trên khắp các tuyến phố của tỉnh Ninh Bình, đầu đầu cũng có thể bắt gặp những tấm pano, áp phích để tuyên truyền cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024. Lịch thi đấu cũng được in cỡ lớn để phục vụ nhu cầu tới theo dõi của người hâm mộ. Cùng với đó, tại sân khấu chính là nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, mọi công tác trang trí, làm đẹp cũng được gấp rút hoàn tất. Bên cạnh góc check-in để người hâm mộ thỏa sức chụp hình với những ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam, không khí của ngày hội lớn cũng được lan tỏa đậm nét với khu triển lãm ảnh, nơi ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của các kỳ VTV Cup. Trải qua hai thập kỷ, VTV Cup luôn mang tới những bữa tiệc độc đáo của thể thao kết hợp với văn hóa, và năm nay tất cả cũng đang dốc sức cho một giải đấu thành công, đúng với câu khẩu hiệu đã trở nên thân thuộc: tự hào tỏa sáng. Đóng góp không nhỏ vào thành công chung trong mỗi kỳ VTV Cup được tổ chức, đó chính là công tác an ninh nghiêm ngặt. Với sức chứa 4.500 chỗ ngồi, nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình sẽ được giám sát chặt chẽ để khán giả có được trải nghiệm thoải mái và an toàn nhất trong các trận đấu bóng chuyền. Xác định trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024, Công an thành phố Ninh Bình đã sớm xây dựng những kế hoạch cụ thể. Với kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ lần tổ chức vào năm 2013, đồng thời lường trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra, công an địa phương đã thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập nhằm hoàn thiện quá trình triển khai. Trong đó, tại nhà thi đấu,
lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cảnh sát cơ động, công an phường đã được huy động làm nhiệm vụ, phân làn, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện của các đại biểu, vận động viên và người hâm mộ. Chúng tôi đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho giải đấu. Trong đó cụ thể chúng tôi đã chia phân công lực lượng ở các cái vị dự kiến các cái chốt, kể cả ở bên trong khu vực sân đấu trên khán đài và phía bên ngoài nhà thi đấu, để làm sao mà đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vận động viên rồi là khán giả đến xem và cổ vũ. Ngoài các địa điểm chính, công an thành phố còn huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hoạt động tại khách sạn của các đội bóng, các địa điểm tham quan du lịch. Việc di chuyển, đưa đón các đoàn vận động viên đã có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dẫn đoàn, đồng thời phân làn, tránh ùn tắc, đảm bảo việc đi lại thông suốt, chuẩn thời gian theo lịch trình của các đội. Quá trình mà đảm bảo an ninh trật tự cho giải đấu thì ngoài các cái phối hợp lực lượng bên ngoài thì các lực lượng của công an thành phố cũng như các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh cũng sẽ có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Chắc chắn là cái tình hình an ninh trật tự đảm bảo cho an toàn cho giải đấu sẽ được đảm bảo tốt. VTV Ferroli Cup 2024 theo thể thức 8 đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Tứ kết các đội sẽ thi đấu chéo để xác định những đội bóng vào bán kết, chung kết và phân hạng. Ngay bây giờ sẽ là lịch phát sóng trực tiếp lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên tại VTV Ferroli Cup 2024. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt. Rất nhiều các đội bóng của Kazakhstan đã tham dự VTV Cup trước đây và tôi biết rằng đây là giải đấu uy tín. Tôi cùng các học trò đã nói rất nhiều về giải đấu này thời gian qua và rất háo hức khi đặt chân đến Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Năm ngoái tôi đã thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa ở giải vô địch quốc gia. Tôi có nhiều kỷ niệm tại đây và tôi thích Việt Nam. Dạ sáng nay chúng tôi mới có mặt tại đây và trong buổi sáng chúng tôi đã đi tập. Nhưng không sao, đó là công việc của chúng tôi. Mọi thứ đều rất thoải mái với chúng tôi. Ban tổ chức chu đáo và tôi còn biết là Ninh Bình có rất nhiều đặc sản. Toàn đội đang rất háo hức trước giải đấu này. Ferroli vinh dự là nhà tài trợ chính giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2024.